Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người. Cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống đề cao đạo đức, nhưng tâm hướng thiện. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả bài viết có tựa đề Giai điệu đầy sức lan tỏa của cây đàn cầm. Đàn cầm không chỉ là một loại nhạc cụ âm nhạc để biểu diễn, mà nó còn có một lịch sử lâu đời, mang những ý nghĩa văn hóa phong phú và uyên thâm. Các bậc thánh nhân hiền sĩ thời cổ đại coi đàn cầm là thể hiện của những điều lý tưởng về sự tu dưỡng bản thân, sự hài hòa trong gia đình, tài thao lược và ổn định xã hội. Nó là biểu tượng của đời sống tri thức. Trong cuốn Lễ Ký có chép rằng, kẻ văn sĩ không tự nhiên mà rời chiếc cầm hay chiếc đàn sắt của mình. Đàn sắt là một loại nhạc cụ âm nhạc lớn có dây. Khổng Tử cũng từng nói, say mê trong thi ca, nguyên tắc trong lễ tiết, tài hoa trong âm nhạc. Chơi đàn cầm quan trọng là thưởng thức ý nghĩa nội hàm hơn là dừng lại ở sự hoàn hảo trong kỹ thuật. Âm thanh đàn cầm vượt ra khỏi cái khung của âm nhạc. Nó là hiện thân cho sự hài hòa giữa con người và tự nhiên, cho khái niệm về vũ trụ với mối liên hệ giữa thiên thượng với con người, quan niệm về cuộc sống và đạo đức. Bởi thế nó trở thành một công cụ để tu dưỡng phẩm chất đạo đức của cá nhân, giác ngộ tới những chân lý cao hơn và khai sáng văn minh cho nhân loại. Các học giả gọi đó là đức hạnh của đàn cầm hay là đạo của đàn cầm. Trong cuốn Chỉ dẫn về đàn cầm của Thái Ung, ông nói: thời xưa, Phục Hy làm ra cây đàn cầm để kiềm chế bản thân khỏi lầm lạc và chống lại sự tăng trưởng của dục vọng. Như vậy người ta có thể tu dưỡng bản thân một cách có lý trí và trở về bản nguyên đích thực của mình. Trong Nhạc Ký, một bản ghi chép cổ về âm nhạc, có đoạn viết: đạo hạnh là ngay thẳng nhất trong tự nhiên, và người chơi nhạc là cao quý nhất trong đạo hạnh. Âm nhạc là sự thăng hoa của đạo hạnh, trong một cảnh giới cao chính là hiện thân của đạo trời. Khi thưởng thức âm nhạc, người ta được thấm nhuần giá trị đạo đức và được nâng lên một trình độ triết học khác. Thời cổ đại, đàn cầm là một nhạc cụ mà một đấng nam nhi phải học và rèn luyện. Nhạc công phải chơi nhạc với một tư tưởng chính trực và suy nghĩ ngay thẳng để đạt tới sự hài hòa giữa bản thể và tâm hồn. Trong lịch sử, nhiều người chơi đàn cầm có được những phẩm cách cao quý, tiết hạnh và liêm chính. Họ thường thể hiện sự lịch thiệp, tinh tế và nghiêm cẩn khi chơi đàn trong một khung cảnh thiên nhiên tráng lệ. Tâm hồn của họ thanh tĩnh, khiến họ có thể đạt tới sự hài hòa với tự nhiên và đạt đến cảnh giới tư tưởng cao hơn. Giống như thi sĩ Kê Khang đã mô tả đàn cầm trong một bài thơ: một tống phi hồng, thủ huy ngũ huyền, phủ ngưỡng tự đắc, du tâm thái huyền. Diễn nghĩa là: mắt tiễn hồng bay, tay gậy năm dây, cúi ngửa tự đắc, u huyền thích thay. Dù trong một khung cảnh hỗn loạn, một người vẫn có thể giữ được tâm thanh thản, ung dung chơi đàn. Giống như Đào Uyên Minh đã mô tả: kết lư tại nhân cảnh, nhi vô xa mã huyên, vấn quân hà năng nhĩ, tâm viễn địa tự thiên. Diễn nghĩa là: dựng lều tranh ở cõi người ta, nơi không có tiếng xe ngựa huyên náo, hỏi bạn có thể làm gì được, tâm ở xa thì đất tự dời theo.
chơi đàn cầm hay hoặc dở, then chốt ở tâm hồn. Một tâm hồn chính trực sẽ tạo nên âm nhạc chính trực. Một tâm hồn cao cả tạo nên âm nhạc có ý tứ sâu xa, rung động tới tâm can của người thưởng thức, khiến người ta cảm động, khiến người ta minh bạch, và thính giả sẽ hòa mình với tâm tình và sự phóng khoáng của nhạc công, khơi gợi giá trị đạo đức của âm nhạc. Nó là một thứ nghệ thuật của tự nhiên, đưa con người đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Văn hóa Trung Quốc là văn hóa thần truyền. Đàn cầm lưu truyền hơn 3.000 năm, cũng có những nhân tố văn hóa thần truyền trong đó. Hơn nữa, các nhạc khúc của đàn cầm lưu truyền thế gian cũng có những nội hàm của riêng nó. Người xưa kính trời kính đất, chú trọng thiên nhân hợp nhất. Trong văn hóa truyền thống, đâu đâu cũng thấm nhuần loại nội hàm của tư tưởng này. Đàn cầm dài 3 xích, 6 thốn, 5 phân, khoảng 1,2 mét, vừa khớp với con số 365 ngày của một năm, đúng với thời gian trái đất quay quanh mặt trời trong một năm. Đàn có 13 chuỷ, đối ứng với một năm 12 tháng, thêm tháng nhuận, tổng cộng là 13. Ban đầu dây đàn có 5 dây, đối ứng với ngũ hành. Theo truyền thuyết, Văn Vương vì tưởng niệm Bá Áp Khảo nên đã thêm một dây nữa, nên gọi là Văn Huyền. Khi Võ Vương lật đổ Vua Trụ, vì cổ vũ sĩ khí nên lại thêm một dây nữa, gọi là Võ Huyền. Như vậy đã hình thành cây đàn 7 dây, gọi là Văn Võ Thất Huyền Cầm. Âm dương ngũ hành hết thảy đều ở trong đó. Bề mặt đàn có hình vòm cung, phía dưới hình vuông, có ý nghĩa là trời tròn đất vuông. Thời cổ đại giảng ngũ âm, gồm cung, thương, giác, chủy, vũ, đối ứng với ngũ hành, lý tương sinh tương khắc cũng xuyên suốt trong đó. Văn hóa thần truyền Trung Hoa tự nó có nội hàm vô cùng thâm sâu. Cây đàn cầm cũng vậy. Nó không chỉ đơn giản là vì giải trí mà xuất hiện. Người xưa trước khi đánh đàn, phải thắp hương đã tọa, tịnh tâm điều hòa hơi thở, rồi mới gảy đàn. Hơn nữa, các bài nhạc tấu cũng không phải vì tiêu khiển mà xuất hiện, mà phải tuân theo cầm giả, cấm chỉ vô ác, dị chính kỳ tâm. Nghĩa là người chơi đàn, cấm chỉ làm việc ác, để giữ cho cái tâm của bản thân được ngay chính, cũng đã bao hàm thành phần tu tâm. Đáng tiếc là con người hiện đại ngày nay, vì để thưởng thức âm nhạc, nên đã lệch khỏi văn hóa truyền thống quá xa rồi. Có rất nhiều điển cố nổi tiếng về đàn cầm. Nổi tiếng nhất phải kể đến câu chuyện Cao Sơn Lưu Thủy, tài gảy đàn của Du Bá Nha cao siêu. Một lần khi đang gảy đàn, có một người tiều phu tên Chung Tử Kỳ nghe thấy. Khi tâm tình Du Bá Nha đang trên cao sơn, Chung Tử Kỳ ngâm nga: Hay cho tài gãy đàn, sừng sững như núi cao. Khi tâm trí Du Bá Nha đang ngao du tại Lưu Thủy, Chung Tử Kỳ ngâm nga: Hay cho tài gãy đàn, dạt dào như nước chảy. Từ đó hai người kết bạn, trở thành tri âm. Sau đó Chung Tử Kỳ qua đời, Du Bá Nha cảm thấy không còn ai có thể nghe hiểu được tiếng đàn của mình nữa. Thế là ông hủy đi cây đàn, từ đó về sau không chơi đàn nữa. Thời Minh Thanh trong cuốn tiểu thuyết Du Bá Nha đập đàn tạ tri âm chính là viết về câu chuyện này. Do đó trong văn hóa truyền thống, câu chuyện Cao Sơn Lưu Thủy cũng để chỉ về tri âm. Thời cổ đại có điển cố về tứ đại danh cầm liên quan đến đàn cầm như sau. Hiệu Chung Cầm. Tương truyền Du Bá Nha đã từng gảy qua cây đàn này. Có lẽ đây không phải là cây đàn mà ông đã đọc. Về sau có người tặng cây đàn này cho Tề Hoàng Công. Trong một lần diễn tấu, nhạc công tấu chuông, Hoàng Công gảy đàn, âm thanh bi thương đã làm cho người người xung quanh đều rơi lệ, cho nên đã để lại điển cố về hiệu Chung Cầm. Nhiễu Lương Cầm. Tương truyền là do Sở Trang Vương sở hữu. Sở Trang Vương thích nghe tiếng đàn của Nhiễu Lương Cầm,
đến nỗi 7 ngày không quan tâm đến việc triều chính. Vương hậu đã dẫn chứng điện cố mất nước của vua Kiệt, vua Trụ để khuyên ông. Trang Vương tỉnh ngộ, nén lòng sai người dùng gậy đập nát Nhiễu Lương Cầm. Từ đó Nhiễu Lương Cầm không còn tồn tại nữa, chỉ ghi chép lại nội hàm của văn hóa truyền thống về cây đàn này. Lục Ỷ Cầm. Tương truyền Tư Mã Tương Như từng đàn qua cây đàn này và kết thân với Trác Văn Quân, do đó mà lưu một đoạn truyền thuyết về Lục Ỷ Cầm. Tiêu Vĩ Cầm. Tương truyền do Thái Ung thời Đông Hán chế tác. Thái Ung tính tình cương trực, không tham dự vào việc của triều đình. Ông đi ẩn cư lánh nạn. Một hôm trên đường đi, nghe tiếng gỗ cây ngô đồng bị lửa đốt thì phát ra âm thanh trong trẻo véo von, nên ông đã chạy đến cứu khúc gỗ ngô đồng trong lửa và chế thành đàn. Cây đàn đó âm sắc tuyệt mỹ, bởi vì phần đuôi của cây đàn vẫn còn lưu lại vết tích bị cháy, cho nên gọi là Tiêu Vĩ Cầm. Nghe nói Tiêu Vĩ Cầm vẫn còn tồn tại đến thời đại nhà Minh, về sau không biết tung tích thế nào, nhưng câu chuyện về cây đàn này vẫn còn lưu truyền mãi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.